Vâng, thưa các bạn, thời gian gần đây thì các ca bệnh liên quan đến ung thư đường tiêu hóa thì đang có xu hướng ngày càng tăng. Và theo thống kê thì ung thư đường tiêu hóa đang là một trong ba bệnh mà có nguy cơ gây tử vong lớn ở Việt Nam. Và ngày hôm nay để giải đáp thắc mắc của quý vị các bạn về cái việc thứ nhất là thực trạng của cái ung thư đường tiêu hóa ra sao, nguyên nhân cũng như đặc biệt là cách phòng tránh như thế nào thì tôi sẽ cùng trao đổi ngắn với tiến sĩ Vũ Trường Khanh, trưởng khoa tiêu hóa của Bệnh viện Bạch Mai và bác sĩ Khanh cũng đang là phó chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Trước hết bác sĩ có thể cho biết là trong cái thời gian làm việc của mình, trong quá trình làm việc của mình ở Bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ có đang nhận thấy là số các cái ca bệnh liên quan đến ung thư đường tiêu hóa nói chung đang có xu hướng tăng hay không ạ? Đối với ung thư đường tiêu hóa thì nó có mấy loại hay gặp. Ở trong chuyên ngành tiêu hóa của chúng tôi thì có ba bệnh ung thư đường tiêu hóa là hay gặp. Thứ nhất phải kể đến ung thư gan. Gan là một cái tuyến tiêu hóa rất lớn. Thứ hai là kể đến ung thư dạ dày và thứ ba là ung thư đại tràng. Thì ba cái loại ung thư này nó nằm trong ba cái nguyên nhân mà trong ba trong năm cái nguyên nhân mà gây ung thư mà gây tỷ lệ tử vong cao nhất ở Việt Nam. Thì đã có cái số liệu mà của giáo sư Trần Lê Ngoan năm 2005 và 2006 thì có cái thống kê về cái tỷ lệ mà ung tỷ lệ bị tử vong do ung thư ở Việt Nam của chúng ta. Thì với 2 năm thì tổng số mà cái khảo sát đó thì được tiến hành hơn 1 vạn xã, tức là chiếm khoảng 94% tổng số xã ở Việt Nam. Thì cái tỷ lệ ung thư cao nhất trong năm loại thì trong đó có 3 loại là qua đường tiêu hóa. Và ung thư gan là xếp hàng đầu nguyên nhân tử vong ở Việt Nam. Vâng, vậy thì bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn là nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng mà số người mắc ung thư đường tiêu hóa lại đang có xu hướng tăng như thế ạ? Bệnh ung thư đường tiêu hóa tại sao nó lại tăng là bởi vì lý do như thế này. Thứ nhất là ung thư gan là một thứ ung thư hay gặp nhất. Thế thì đối với ung thư gan ấy, thì ung thư gan phần lớn xuất hiện ở những bệnh gan mãn tính. Và ở Việt Nam của chúng ta thì có những bệnh gan như thế này hay gặp. Thứ nhất đó là viêm gan virus B. Virus B thì hiện nay ước lượng của chúng ta vào khoảng từ trên 8%, có thể vùng tới hơn 10-15% dân số có mang virus viêm gan B mãn tính. Như vậy thì chúng ta có phải khoảng chục triệu, hơn chục triệu người là có viêm gan virus B. Đây là nguyên nhân hàng đầu. Thứ hai là một cái tỷ lệ viêm gan virus C. Chúng ta không có thống kê đầy đủ. Tuy nhiên viêm gan virus C người ta cũng ước chừng phải từ 1 đến hơn 1%, thậm chí người ta thế giới ước chừng Việt Nam có từ 1 đến 2% dân số. Như vậy thì chúng ta cũng có vào khoảng 2 triệu người là viêm gan virus C. Trong những độ khoảng những năm gần đây thì khi mà kinh tế của Việt Nam phát triển thì một trong những nguyên nhân nổi trội đó là bệnh gan mãn tính do rượu. Khi chúng ta sử dụng rượu, bia, tất cả các loại mà có cồn không phù hợp thì với một thời gian dài, ví dụ khoảng 10 năm hoặc trên 10 năm thì sẽ gây đến một cái hậu quả xơ gan và ung thư gan. Đấy là tại sao mà đối với lại ung thư gan người ta thấy rằng là nó xuất hiện nhiều. Cái bệnh thứ hai đó là ung thư dạ dày. Thì đối với ung thư dạ dày thì chúng ta phải thấy rằng là hiện nay mà cái nguyên nhân của ung thư dạ dày thì thực ra là chưa sáng tỏ. Nhưng người ta cho rằng có một số cái nguyên nhân mà người ta đã thấy có sự liên quan. Thứ nhất đó là người ta thấy là ở những cái người mà bị ung thư dạ dày thì có cái tỷ lệ mà nhiễm cái vi khuẩn HP, vi khuẩn Helicobacter pylori nó cao, nó phải 6, 70 đến thậm chí 80% những người ung thư dạ dày nó có xuất hiện cái vi khuẩn này. Thì người ta cho rằng đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra ung thư dạ dày. Nhưng nói thế không phải có nghĩa là tất cả những ai bị nhiễm HP đều phải ung thư dạ dày, đều bị ung thư dạ dày. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Vì trên thế giới thì người ta thấy rằng trong 20 nước mà bị ung thư dạ dày nhiều nhất ấy, thì Việt Nam của chúng ta có đứng hàng thứ 18 thôi, chứ không phải đứng hàng đầu. Hàng đầu phải kể đó là những Hàn Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ nhiễm vi khuẩn HP của chúng ta ấy, lại rất cao. Tới khoảng 60 đến 80% dân số là bị nhiễm HP. Như vậy thì không phải mỗi cái ai nhiễm HP cũng gây ung thư dạ dày, mà nó còn một nhiều yếu tố khác, trong đó có yếu tố về cơ địa thể tạng. Ví dụ người dân chúng ta không phải ai cũng có HP là xong cũng bị ung thư dạ dày. Còn một trong những nguyên nhân người ta thấy nữa là đối với ung thư dạ dày thì có một số nguyên nhân nữa. Thí dụ như là người ta thấy rằng ăn những cái món ăn nhiều muối, chế độ ăn nhiều muối, những cái món mà chúng ta xưa nay truyền thống mà chúng ta cho rằng những món chúng ta dùng muối để ăn, thí dụ như cà, dưa nhiều ấy. Tất nhiên không phải là cứ ăn dưa cà dưa thì bị, mà chúng ta ăn thường xuyên và ăn rất nhiều thì cái lượng muối mà cao thì người ta cũng thấy liên quan đến ung thư dạ dày. Hay còn một nguyên nhân nữa là người ta thấy rằng ở những cái người mà hút thuốc lá nhiều ấy, và những người béo phì thì nó có liên quan đến ung thư dạ dày. Nhưng ung thư cái thể dạ dày này nó lại không phải là ung thư ở cái thể mà chúng ta hay gặp, mà thường nó ở vùng gần tâm vị.
thì nó liên quan đến vấn đề trào ngược thì trong ung thư dạ dày. Thế thì như vậy thì chúng ta là có nhiều yếu tố để dẫn đến có thể ung thư dạ dày. Và người ta cho rằng ung thư dạ dày chúng ta ăn nhiều cái thịt đỏ này, rồi những cái thịt hun khói, bảo quản những cái thịt hun khói nhiều này thì cũng có thể gây ra ung thư dạ dày. Thứ ba là cái ung thư mà đại tràng gần đây mọi người rất lo lắng sợ, nhưng thực ra ấy, thì đối với chuyên ngành tiêu hóa nó chỉ đứng hàng thứ ba thôi, đối với gây tỷ lệ tử vong thôi. Thì cái ung thư đại tràng mà tại sao bây giờ nó lại nhiều là bởi vì lý do như thế này. Phần lớn ung thư đại tràng của chúng ta ấy, là ung thư, người ta cho rằng trên 80% ung thư đại tràng là xuất hiện từ polyp và thường gặp ở những người lớn tuổi trên 50 tuổi. Thì ngày nay chúng ta có điều kiện để khám chữa bệnh, chứ không phải ngày xưa ung thư đại tràng không có. Ngày xưa ung thư đại tràng cũng có, nhưng vì không có điều kiện để khám, rồi không có điều kiện để nội soi nên chúng ta phát hiện được ít. Chứ bây giờ chúng ta phát hiện được nhiều là do bệnh nhân, thứ nhất là người dân có điều kiện được đi khám khám chữa bệnh, thứ hai là cơ sở y tế có rất nhiều phương tiện để phục vụ cái chẩn đoán, mà đặc biệt là cần có cái hình nội soi để chẩn đoán. Nhắc đến ung thư đường tiêu hóa thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một cái mối liên hệ đến cái bệnh ung thư này, đó là chế độ ăn uống, trong khi mà các cái thông tin về các cái loại thực phẩm bẩn thì đang làm người dân rất là lo lắng và cho rằng là cái việc mà ăn thực phẩm bẩn cũng liên quan đến cái ung thư đường tiêu hóa, thì không biết là thông tin này có chính xác hay không ạ? Về đường tiêu hóa thì cái thực phẩm bẩn, những cái chứng minh thì hiện nay người ta không thể chứng minh rõ ràng được bằng thực phẩm bẩn bẩn, nhưng mà cái tiết chế về dinh dưỡng ấy, ăn uống nó liên quan đến chiến đến vấn đề ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Người ta thấy rằng đối với những người mà bị ung thư đại tràng ấy thì thường ăn nhiều chất béo, ăn nhiều thịt đỏ, và những người này thì có một cái nguy cơ nữa là người ta ít vận động. Thế thì người ta thấy rằng là khi mà vận động tăng ấy thì cái nguy cơ ung thư đại tràng nó cũng giảm xuống, có những bằng chứng nghiên cứu đã chứng minh được như thế. Rồi nữa là những người mà uống bia rượu nhiều thì người ta thấy rằng là ngày trước chúng ta tưởng là những bệnh gan nó mới liên quan đến rượu, nhưng thực ra người ta thấy rằng là những cái người nào mà dùng trên một đơn vị rượu một ngày ấy, thì cái nguy cơ ung thư đại tràng nó sẽ cao hơn những người không dùng rượu. Một đơn vị là như thế nào? Một đơn vị như ở Mỹ thì người ta lấy quy định là 14 gram cồn là một đơn vị, nó tương đương với một lon bia của chúng ta. Còn các phương pháp khác, rượu vang, rượu whisky thì chúng ta cũng quy đổi tương đương. Như vậy nếu một ngày mà chúng ta uống trên một lon bia và thường xuyên ngày nào uống ấy, thì người ta thấy rằng cái nguy cơ mà ung thư đại tràng nó sẽ tăng cao hơn so với lại những người mà không uống bia rượu nhiều như thế. Vâng ạ, có thể thấy là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên là không biết là có cái đối tượng nào tùy vào độ tuổi, giới tính thì có thể là mắc căn bệnh này nhiều hơn không ạ? Bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này ạ? Ung thư dạ dày và ung thư đại tràng thì người ta thấy rằng nó tăng theo lứa tuổi. Đặc biệt là ung thư đại tràng thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà trên 50 tuổi ung thư đại tràng cao hơn hẳn so với tỷ lệ dưới 50 tuổi. Ung thư dạ dày cũng tương tự vậy, thường cũng không xuất hiện ở người trẻ tuổi. Thí dụ ở những cái là chúng ta thì cũng phải thường ung thư dạ dày cũng xuất hiện từ 45 50 trở lên. Thế còn ung thư gan thì khác, ung thư gan thì nó liên quan đến cái thời gian mà nhiễm cái bệnh gan mãn tính. Thí dụ một người mà bị nhiễm viêm gan virus mà từ mẹ truyền sang, tức là sinh ra đã bị nhiễm rồi, thì thậm chí thì đến năm hơn 30 tuổi người ta đã ung thư gan, thì lúc đó người ta đã 30 năm nhiễm virus rồi. Thế thậm chí chúng tôi đã gặp những cái trường hợp nó chỉ các cháu mới có 17 tuổi đã ung thư gan rồi. Bởi vì sao? 17 tuổi tức là đã 17 năm mang cái virus viêm gan đấy rồi. Đấy thì cái ung thư gan thì cái độ tuổi nó lại không phải rất cao như độ tuổi so với ung thư đại tràng. Vâng, không biết là khi có dấu hiệu như thế nào thì người dân nên đến các cơ sở y tế để xem là mình có bị mắc một trong các cái căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa hay không ạ? Đối với các cái ung thư thì điều tiên quyết là như thế này. Ngày nay người ta thấy rằng nó khác với ngày xưa. Ngày xưa tôi đồng nghĩa với chúng ta là cứ phát hiện ra bệnh ung thư là chúng ta nghĩ ra là ngay là người dân nghĩ là không còn phương cứu chữa. Nhưng đó là vì chúng ta phát hiện ung thư phần lớn là muộn, thường muộn và mới có triệu chứng. Còn nếu ung thư mà chúng ta, những người có yếu tố nguy cơ mà chúng ta đi tầm soát phát hiện sớm và phát hiện được cái giai đoạn sớm thì có thể khỏi hoàn toàn. Nên tôi đơn cử như thế này thôi. Đối với ung thư dạ dày, ung thư đại tràng mà ở giai đoạn sớm tức là gì? Nó chỉ tồn tại, ung thư nó chỉ ở một cái lớp niêm mạc, thì thậm chí chỉ nội soi hết cái phần ung thư đi là xong hoàn toàn, không còn để lại, không cần phải điều trị hóa chất và chúng ta chỉ cần theo dõi thôi. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta chờ các triệu chứng mà nó xuất hiện ấy, thì thường rất là muộn. Thí dụ như ung thư đại tràng mà chờ ung thư mà đã gây ra đi ngoài ra máu thì thường khối u không còn ở giai đoạn sớm nữa, mà chúng ta phải ở những người có yếu tố nguy cơ hoặc là những người trên 50 tuổi chúng ta nội soi, chúng ta tầm soát trước thì chúng ta mới phát hiện ung thư sớm. Tương tự dạ dày cũng thế, chứ nếu mà chúng ta chờ là đến lúc mà dạ dày có triệu chứng thì thường bao giờ cũng muộn. Và tương tự đối với gan cũng thế. Nếu mà một người mà có bệnh gan mãn tính, thí dụ có viêm gan virus B, kể cả anh đã điều trị thuốc, không có còn virus nhân lên,
nhưng cái tỷ lệ ung thư vẫn cao hơn rất nhiều người không có viêm gan virus. Thế thì họ phải tầm soát cứ 6 tháng một lần, là họ phải kiểm tra định kỳ, ít nhất là bằng siêu âm nữa. Khi chúng ta siêu âm thì chúng phát hiện ra những khối u, nếu thậm chí bây giờ người ta phát hiện là những khối u dưới 3 cm thì rất tiên lượng rất tốt, thậm chí còn có những khối u dưới 1 cm nữa thì bệnh nhân sống thời gian sống rất là dài, thậm chí là trên 10 năm người ta vẫn còn sống, chứ không phải là như ngày xưa chúng ta cho rằng là ung thư là không còn chữa được. Từ kinh nghiệm của mình thì bác sĩ có thể cho biết là người dân nên có một chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện như thế nào để có thể là đầu tiên là có thể là giữ gìn được sức khỏe nói chung, và thứ hai nữa đó là có thể là phòng tránh được các căn bệnh ung thư ạ? Về nguyên lý thì bệnh tật chỉ phát hiện ở cơ thể khi mà nó có vấn đề. Chứ còn nếu ở một người thì miễn dịch tốt thì cái nguy cơ mà phát triển ung thư nó sẽ rất là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì tế bào ung thư là những tế bào mà phát triển nó đột biến khác so với bình thường. Trong cơ thể của chúng ta bình thường thì có tế bào nó vẫn đột biến. Bởi vì sao? Cứ khoảng 1 triệu lần phân bào là có những lần nó sẽ thay đổi, nó tạo ra những tế bào bất thường. Nhưng mà sở dĩ các tế bào ung thư nó không thể phát triển lên được, đó là do cái cơ thể hệ miễn dịch của chúng ta nó tốt. Thế thì nếu một cơ thể mà có hệ miễn dịch tốt, tức là sức khỏe tốt, thì ung thư rất khó mà nó phát triển. Đấy là điều thứ nhất. Thế điều thứ hai là ở những người mà có nguy cơ, thí dụ một người mà có viêm gan virus B chẳng hạn, thì nếu chúng ta theo dõi, chúng ta điều trị tốt thì cái nguy cơ ung thư nó sẽ giảm xuống. Đấy. Thứ hai nữa là những người mà đã có bệnh lý mà uống rượu uống bia mà tạo thành những bệnh mãn tính ở gan, có thể nó chỉ mới là viêm gan thôi, nếu ta dừng bia rượu kịp thời thì cái vẫn có thể bị ung thư, nhưng mà cái tần suất bị ung thư gan nó sẽ thấp đi. Đấy, thì chúng ta cái việc này là chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế được. Rồi tương tự như vậy đối với dạ dày, thì dạ dày thì chúng ta những người là có yếu tố nguy cơ chẳng hạn, không phải tất cả ai cũng có cái khóa HP mà thì để diệt HP cả, nhưng những người mà gia đình có bố mẹ anh em ruột mà bị ung thư dạ dày mà có HP thì bây giờ đương nhiên ta phải diệt HP. Bởi vì lý do sao? Thứ nhất là về yếu tố thể tạng, là chúng ta có thừa hưởng một cái bộ gen cũng có dễ bị ung thư đấy. Thứ hai là cái con vi thường cái con vi khuẩn HP mà cùng một gia đình mắc ấy, thì nó thường có một cái độc lực tương đương độc lực giống nhau. Thế thì nếu có một người mà thế hệ thân tình của chúng ta mà bị, bố mẹ anh em ruột mà bị, thì chúng ta phải diệt HP vậy. Thôi tương tự như vậy rồi đến đại tràng cũng thế. Thí dụ người ta đã chứng minh rồi, nếu mà anh ăn nhiều rau mà ít chất béo, ít thịt đỏ thì cái tỷ lệ ung thư nó cũng giảm đi rõ một cách rõ rệt. Tăng tập thể dục thể thao thì nó cũng giảm đi. Rồi không uống bia uống rượu quá thì thường xuyên thì nó cũng giảm cả tỷ lệ ung thư đại tràng, chứ không phải nói gì đến bệnh lý của gan, ung thư gan. Vậy như vậy là hoàn toàn chúng ta có thể phòng chống được, chứ không phải chúng ta hoàn toàn bị động. Vậy thì một cái chế độ ăn như thế nào là để tốt cho sức khỏe của chúng ta nói chung? Nói chung thì các người phương Tây người ta vẫn khen người Á Đông của chúng ta là có một chế độ ăn, tốt. Tốt là gì? Ăn rất nhiều rau và chất xơ, chúng ta thường ăn. Nhưng hiện nay thì chúng ta bắt đầu chuyển sang cái cuộc sống công nghiệp, vì chúng ta không có thời gian, chúng ta ăn chế độ nhanh, đủ dinh dưỡng, nhưng thậm chí còn thừa dinh dưỡng là đằng khác, nhưng mà chúng ta lại thiếu chất rau và chất xơ. Đấy, như vậy thì nó sẽ không tốt cho vấn đề tiêu hóa, và đấy cũng là một nguy cơ làm tăng cái ung thư, như thí dụ như đặc biệt là ung thư đại tràng. Thế thì chế độ ăn mà chúng ta ăn nhiều chất béo quá là cũng không tốt, mà mặc dù rất nhiều người thì chất béo là ăn rất là thích và khoái khẩu. Rồi ăn nhiều thịt đỏ, thịt thì chúng ta cho là ăn thịt thì rất là khỏe, thanh niên trẻ bây giờ cứ ăn thịt nhiều, hoặc thậm chí không phải còn là thanh niên vẫn thấy cả. Thứ hai là ăn dễ và nhanh. Thế thì khi mà chúng ta ăn mất chế độ mất cân bằng như thế mà nhiều thịt nhiều chất béo thì cái nguy cơ ung thư nó rất là tăng. Thế như vậy thì chúng ta phải hạn chế, phải giảm đi. Rồi chúng ta có thể có một cái chế độ lành mạnh nữa là thể dục thể thao, nhưng mà nói thì rất dễ nhưng mà làm thì rất khó. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. We'll be right back.